Những hình ảnh các bạn đang theo dõi thuộc dự án cầu Đống Cao, nối liền huyện Nghĩa Hưng và Ý Yên của tỉnh Nam Định. Cầu Đống Cao thuộc dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc. Cầu rẽ đến Ninh Bình giai đoạn 2, nối liền hai huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng đang được gấp rút hoàn thành. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 12 năm 2021, dự án động thổ giai đoạn 2 vào ngày 25 tháng 4 năm 2022 với tổng mức đầu tư 2.487,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện 42 tháng. Công ty cổ phần tập đoàn Xuân Trường là nhà thầu thi công. Theo ông Ngô Xuân Thỏa, chỉ huy trưởng công trình, tiến độ thi công đang được đẩy mạnh và phấn đấu hoàn thành trong năm 2024. Cầu có chiều dài 762m, rộng 12m, bao gồm 17 nhịp kết nối giao thông hai bờ sông Đào. Dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định, mở ra không gian phát triển về đô thị, công nghiệp, đặc biệt là vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định kết nối với tuyến giao thông huyết mạch quốc gia cao tốc Bắc đến Nam, rút ngắn quãng đường từ cao tốc Bắc Nam xuống Kê Xuyên dạng đông cho các phương tiện trọng tải lớn bằng đường bộ từ khoảng 72 km xuống còn 46 km, qua đó rút ngắn thời gian vận chuyển và tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, tạo tiền đề thúc đẩy việc khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, thu hút đầu tư, tạo việc làm và phát triển du lịch, phát huy lợi thế của vùng đất giàu tiềm năng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế đến xã hội của tỉnh Nam Định. Bên cạnh đó, một loạt các dự án giao thông trọng điểm khác cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định quan tâm đầu tư, chú trọng đẩy mạnh thi công như dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định đến Lạc Quần đến đường bộ ven biển, dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định và dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định cho biết, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Nam Định sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết hợp phát triển hạ tầng giao thông đường bộ với các loại hình vận tải khác, hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, đủ khả năng kết nối phát triển vận tải đa phương thức, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế xã hội của tỉnh và kết nối vùng, khu vực. Cầu được thiết kế 17 nhịp với chiều rộng 12m, dài 762m, khi hoàn thành sẽ thay thế cho phà Đống Cao. Hiện tại giao thông chính vẫn do phà Đống Cao đảm nhiệm, nhưng chưa thể đáp ứng triệt để nhu cầu người dân cũng như các khu công nghiệp. Mọi người đều đang rất mong chờ cây cầu được hoàn thành. Các dự án giao thông khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng sẽ mở ra không gian phát triển mới, phát huy được tiềm năng và khai thác có hiệu quả quỹ đất, tài nguyên biển, rút ngắn quãng đường vận chuyển, từng bước đáp ứng tốt nhu cầu kết nối sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phần mặt cầu ở hai phía Nghĩa Hưng và Ý Yên đã được lắp ghép. Hiện tại có hơn 100 công nhân làm việc, chia ca làm ngày và đêm. Cầu Đống Cao có chiều rộng 12m, dài 761,8m, gồm 17 nhịp 3 nhịp chính dầm hộp liên tục và 14 nhịp dẫn bằng dầm Super T.